Thời Điện Lộc. Thời Điện Lộc nói đi, Thời Điện Lộc. Rồi. Đây là cái nơi mà Bernadette ở đây thời gian bà ở nhà bà vú nuôi từ khoảng năm mùa hè năm 1857 tới năm 1858. Thì mỗi ngày bà qua đây bà hứng nước để bà đem về giặt giũ này kia trước khi mà bà qua bên cái nhà thờ kia đọc kinh. Ở đây thành ra họ giữ lại hết, bây giờ là vô cái họ khóa cái container này lại là từ năm 1900 và họ giữ lại làm di tích lịch sử luôn. À, đẹp quá ha. Dạ. Yeah. Bà hứng nước ở đây là mỗi ngày mà bà hứng nước đem về giặt giũ rồi nọ. Trong gia đình bà vú thì từ ở đây đi bộ lại nhà của bà vú thì mấy phút thôi. Dạ. Yeah. Thì đẹp ở đây lấy nước ở tại nhà. Khu này yên tĩnh quá ha. Ở đây sướng hơn Lộ Đức ồn ào quá ha. Người ta nhiều tin đồ này nọ, người ta làm bác phiền lòng á. Ở đây thì yên hơn nữa. Ở đây đâu ai làm phiền mình đâu. Yeah.